Đây, em hướng dẫn anh ghi đĩa MD ha. Thì trước tiên anh phải chuyển vào đường AUX ha. Bấm nút menu nè, chuyển vào đài AUX ha. AUX analog nha, chứ AUX digital nó không ấy đâu. Đó, AUX analog ha. Đó, trên remote, bấm menu. AUX analog là nó đang lấy tín hiệu nhạc từ máy tính nè. Em đang lấy từ nguồn ngoài vào nè ha. Rồi, cho đĩa MD vào ha. Rồi tiếp theo anh chuyển về MD ha, anh chọn chất lượng đĩa đây các bạn, chuyển về đĩa MD ha. Rồi trên remote anh bấm nút SD màu xanh nè ha, chọn chất lượng đĩa nè, SB là cao nhất nha, tới LB2, LB4, đó nó có 4 chế độ ghi đĩa nha, SB là chất lượng âm thanh cao nhất, chất lượng hay nhất á, đó. LB4 à ha. Đó mono là nó như giống như LB2 á. Anh để cho em SB ha. Rồi. Xong rồi anh chuyển về, bây giờ để đường MD xong rồi ha. Đó, bây giờ anh chuyển về analog lại. Vô menu, bấm menu. AUX analog ha. Đang có nhạc rồi nha. Đó. Bây giờ anh bấm trên remote anh bấm nút red nè. Ha. Bấm nút red một cái. Anh thấy nó ghi cái chấm đèn đèn nó nhảy ha. Đó, chấm đèn đèn nó nhảy. Anh bấm play MD nha. Play MD là em gắn nút YouTube đỏ nè. YouTube Red này nè, YouTube TV nè ha. Bây giờ em bấm play MD một cái nữa. Rồi, nó đang ghi. Tóc rồi đang ghi á. Là cái chấm nhỏ này nó hết nhảy rồi nè ha. Là nó ghi chữ tóc nè. Anh cứ thấy chữ tóc là đang ghi nè. Đó, tí em mở lại cái bài này cho anh nghe thử ha. Rồi em ghi thử đoạn ha, em stop nha. Đó, stop trên remote luôn. Stop MD ở dưới. Rồi bây giờ nó stop rồi ha, em chuyển về play lại là MD ha. Để coi nó nằm bài số mấy. Cái này là đĩa đang có nhạc ha. Em bấm nét bài cho nó. Cho bài cuối cùng luôn. Để bài cuối cùng là số mấy đây. Đó bài 17. Đó. Thôi khóc làm gì. Em mới ghi xong đó. Thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay. Đó, ghi là ghi đường AUX. AUX analog ha. Đó. Rồi tiếp theo stop nha. Giờ anh muốn xóa đĩa. Trên đầu máy anh bấm chữ ORES này nè. Đó, chữ ORES băng ha. Nhấn cái. Màn hình nó hiện chữ nè. Có muốn xóa tất cả không nè. Xóa tất cả đĩa nè ha. Trên remote ha, trên remote. Anh bấm OK nha. Bấm OK trên remote nè, xóa tất cả nè. Em bấm OK nha. Complete. Đó, xóa tất cả. Nó báo blank disk là coi như là đĩa trắng rồi đó ha, không còn gì trong đĩa nữa hết á. Bây giờ em mở play. Bấm play trên cái đĩa MD này cũng không có chương trình luôn, xóa sạch luôn. Rồi lấy đĩa ra. Bây giờ em lấy ra bỏ vào lại nè. Mất chương trình hết rồi. Xóa sạch rồi. Nó báo blank disk luôn. Đó, blank disk luôn, em blank MD luôn. Đó, nó đơn giản vậy thôi ha. Rồi, OK anh. Ngày nay em gửi em đóng thùng xốp đàng hoàng cho anh luôn ha.